Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các cấp các ngành đã nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số cấp ủy chính quyền địa phương, tổ COVID cộng đồng, người dân tại một số địa bàn còn chưa thể hiện trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, chưa kiểm soát, nắm bắt triệt để người ra vào địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân trong thực hiện nghiêm quy định 5K, duy trì các chốt kiểm soát dịch COVID-19 để kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không để lọt các đối tượng có nguy cơ lây lan dịch vào địa bàn tỉnh, ra soát, nắm chắc nhân khẩu, người đi, người đến, phát huy vai trò các tổ COVID cộng đồng, kiểm soát triệt để người ra vào địa bàn, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát, tổ chức cách ly người từ vùng dịch về theo đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra có ca bệnh trong cộng đồng thuộc địa bàn quản lý hoặc để dịch lây lan trên diện rộng do nguyên nhân chủ quan hoặc do buông lỏng trong công tác phòng chống dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Thủy xem xét kiểm điểm, phê bình những tổ chức cá nhân chưa kiểm soát triệt để người ra vào địa bàn, chưa quản lý được người ở xa về liên quan đến trường hợp F0 tại xóm Nhang, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong những ngày gần đây, khi ổ dịch ở Bệnh viện Việt Đức Hà Nội bùng phát, cùng với số lượng lớn người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về, để chủ động với các tình huống diễn biến dịch COVID-19, huyện Lương Sơn đã chuẩn bị 6 khu cách ly tập trung có khả năng tổ chức cách ly khoảng 500 đến 600 người. Tại các khu vực cách ly tập trung, đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và khoảng cách giữa các giường. Lực lượng chủ lực tham gia phục vụ ở đây gồm y tế, quân sự, công an. Trên cơ sở rà soát, phân loại các trường hợp về từ các tỉnh phía Nam, huyện Lương Sơn chỉ đạo các địa phương áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định. Là địa bàn sáp xanh nên hiện nay, bên cạnh việc chuẩn bị các khu cách ly tập trung, huyện Lương Sơn cũng đang tăng cường phát huy hiệu quả của các chốt kiểm soát, tổ COVID-19 cộng đồng nhằm góp phần tạo thế chủ động để ứng phó với các tình huống diễn biến dịch COVID-19. Đến năm 2025, tỉnh Hòa Bình duy trì diện tích cây ăn quả có múi là 14.000 ha. Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển ồ ạt diện tích cây ăn quả có múi không nằm trong quy hoạch của nhiều hộ dân, khiến giá bán giảm, sản phẩm tiêu thụ chủ yếu là quả ăn tươi. Chưa có nhiều tổ chức cá nhân tham gia trong khâu chế biến sâu. Việc phát triển sản xuất tiêu thụ theo chuỗi còn chậm, chủ yếu tiêu thụ qua tư thương, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún. Vì vậy, thời gian tới, để phát triển bền vững vùng sản xuất cây ăn quả có múi có giá trị kinh tế cao theo hướng hàng hóa chuyên nghiệp, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sản xuất theo quy hoạch. Đồng thời, trong kỹ thuật trồng và chăm sóc phải tuân thủ đúng quy trình, từng bước áp dụng quy trình sản xuất cam Việt Gáp để cây sinh trưởng tốt, năng suất cao, sản phẩm an toàn, có các giải pháp phù hợp trong quản lý giống, bảo vệ thực vật, tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào các khâu của quá trình sản xuất, tìm kiếm thị trường và quảng bá thương hiệu, tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người dân trong phát triển cây ăn quả có múi. Ban tổ chức diễn tập huyện Cao Phong vừa tổ chức tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố huyện Cao Phong năm 2021. Nội dung phần diễn tập cơ chế chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng như Ban thường vụ huyện ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Thông qua kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến, bảo đảm cho thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, Đảng ủy Công an huyện ra nghị quyết lãnh đạo triển khai thực hiện các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh thông qua kế hoạch đánh bắt khủng bố. Thông qua tập huấn giúp ban tổ chức diễn tập nắm vững nội dung, nguyên tắc tiến hành công tác tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện trong các tình huống chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dự kiến cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố huyện Cao Phong được tổ chức trong tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, học sinh trong toàn tỉnh đã chính thức bước vào năm học mới 2021-2022 được một tháng. Đầu năm học, cùng với những lo lắng khi còn đến trường, đến lớp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp. Ở đó, còn có những băn khoăn, lo lắng về các khoản đóng góp đầu năm của không ít phụ huynh. Việc bất hợp lý trong một số các khoản thu của các nhà trường diễn ra như thế nào? Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau buổi họp phụ huynh cách đây không lâu, vị phụ huynh này không khỏi băn khoăn về những khoản thu thỏa thuận bất hợp lý của nhà trường nơi con chị đang theo học. Nhìn vào số liệu các khoản thu được chị liệt kê có thể thấy, các khoản thu theo quy định chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng một em. Trong khi đó, các khoản thu thỏa thuận có sự chênh lệch rất lớn, gấp rưỡi hoặc gấp đôi số tiền phụ huynh phải nộp. Đáng chú ý nhất là dự kiến về khoản thu thay khay ăn bán trú cho học sinh, số tiền lên tới 370.000 đồng một học sinh. Khoản thu này được nhiều phụ huynh cho là bất hợp lý, có yếu tố lạm thu từ phía nhà trường. Nhiều phụ huynh đặt câu hỏi, vì sao khoản thu này lại cao đến vậy? Chúng tôi cũng có thắc mắc là tại sao mà thay khay ăn lại đắt đến như vậy. Thì nhà trường lại có giải thích rằng trong cái món thu này là gồm có mua cả máy sấy bát để cho các phục vụ các con ăn. Đấy, là nếu mà so với cả một lớp của con tôi là có 35 cháu, 370.000 một em nhân với 35 em thì số tiền sẽ ra là 14.010.000. Mà nhân tôi cứ bình quân như một trường có khoảng 10 lớp, thế mà số tiền nhân lên nó sẽ là rất lớn thì không, tôi thấy cái khoản này chưa được hợp lý lắm. Tại công văn số 631 ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình về việc tăng cường công tác quản lý các khoản thu chi tài chính năm học 2021-2022 gửi các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình có nêu rõ, các nhà trường xây dựng kế hoạch và thực hiện thu chi tài chính đầu năm học 2021-2022 đảm bảo đúng quy trình, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí để tiết giảm các khoản thu không cần thiết. Quy định là thế, nhưng nhiều phụ huynh cho rằng một số trường đã tự thu và các khoản thu không được tiết giảm mà còn phát sinh nhiều hơn, như tiền vở viết dự phòng, tiền học câu lạc bộ của trường, tiền quét lớp, tiền khăn mặt, tiền photo tài liệu, tiền giặt chăn. Nhiều khoản thu núp dưới danh nghĩa tự nguyện và cào bằng đồng loạt cho tất cả phụ huynh trong lớp. Như thường lệ trong các buổi họp đầu năm học, phụ huynh sẽ được nhà trường, giáo viên chủ nhiệm thông tin công khai về công tác quản lý thu chi tài chính đầu năm. Thế nhưng nói là công khai, nhưng nhiều đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Hòa Bình khi họp phụ huynh không hề có bản kê khai nào về danh sách các khoản thu cho phụ huynh mà chỉ được giáo viên chủ nhiệm thông báo, phụ huynh tự nghe và bàn bạc. Tôi thì tôi cũng có nguyện mong muốn đấy là khi mà đầu năm đi họp phụ huynh thì là nhà trường sẽ cho một bản danh sách list các những cái mục cần phải nộp, cần phải đóng để cho phụ huynh về biết để cân đối và biết được các cái khoản thu chi đấy như thế nào, các cái khoản thu đấy sẽ chi như thế nào, có hợp lý hay là không. Tôi thấy những cái nhà trường nên xem xét lại những các cái khoản thu sao cho nó hợp lý để cho những gia đình mà các bạn như bố mẹ làm công nhân hay làm lao động để còn có thể mà trang trải được để cho các con của mình được đến trường. Những bức xúc của phụ huynh không phải là không có căn cứ. Thế nhưng với tâm lý lo lắng cho con em mình, nhiều phụ huynh chỉ có cách là đồng tình với các khoản đóng góp, dù biết rằng vốn dĩ không hợp lý. Thế nhưng về phía nhà trường cho rằng, các khoản thu đầu năm học 2021-2022 đã được triển khai theo đúng quy định, được đưa ra bàn bạc, thỏa thuận, nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh, nhất là đã giảm được bớt áp lực các khoản đóng góp đầu năm. Thời điểm đầu năm học, thì sau khi có văn bản hướng dẫn của các cấp từ Bộ Giáo dục đến Sở Giáo dục, Ủy ban dân thành phố và Phòng Giáo dục thì chúng tôi cũng đã triển khai đến toàn thể phụ huynh hệ thống các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý thu chi năm học 2021-2022. Qua nghiên cứu thì các văn bản và qua tình hình thực tế thì chúng tôi cũng đã tiếp tục thỏa thuận với phụ huynh, thống nhất với phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh trường, ban đại diện cho mẹ học sinh lớp để thống nhất các cái mức thu, các cái loại quỹ thỏa thuận hay là những cái mức thu cái hoạt động bán trú để làm sao đảm bảo duy trì tốt các hoạt động tổ chức dạy học của nhà trường và đảm bảo quyền lợi cho học sinh và không gây áp lực cho phụ huynh. Mặc dù trước thềm mỗi năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thành hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công khai những khoản thu chi đầu năm học theo đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên, tình trạng lạm thu vẫn diễn ra khiến phụ huynh bức xúc. Thiết nghĩ nếu không có sự vào cuộc chấn chỉnh nghiêm khắc, tình trạng lạm thu đầu năm học sẽ vẫn là những tồn tại khó giải quyết. Năm học mới đã bắt đầu được một tháng, phụ huynh cũng bắt đầu cuộc chạy đua với con em mình
cả về giáo dục và đào tạo lẫn các khoản đóng góp đầu năm. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 6 đoạn đường từ thành phố Hòa Bình đi qua huyện Mai Châu dài hơn 80 km, có hai đoạn đường đèo dốc cao, nhiều cua tay áo. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Đó là dốc Cun và đèo Thung Khe. Đây là những nơi thường xảy ra tai nạn với rất nhiều nguyên nhân, từ chủ quan tới khách quan của người lái xe. Từ khi đường cứu nạn được xây dựng trên những đoạn đường này, các vụ tai nạn nghiêm trọng giảm rõ rệt. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đây là những hình ảnh của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2018 tại km 78 750 quốc lộ 6 giữa xe ô tô biển kiểm soát 38C07872 chạy hướng Sơn La Hà Nội với các phương tiện khác. Chiếc xe bị mất phanh đâm vào một ô tô con biển kiểm soát 30A68779, một xe tải biển kiểm soát 29C75209, một xe máy biển kiểm soát 28F100128. Sau khi tai nạn xảy ra, chiếc xe tải còn lao dốc cách hiện trường vụ tai nạn hơn 1 km mới dừng lại. Vụ tai nạn đã làm một người chết, ba người bị thương. Các phương tiện giao thông đều hư hỏng nặng. Dốc Cun và đèo Thung Khe là điểm đen về tai nạn giao thông. Nhiều lái xe vẫn gọi đây là con dốc tử thần vì liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước đây con đường này ấy là khó khăn. Nhiều người lái xe không quen đường. Thứ nhất, thứ hai là đi lại đường quanh co. Nên là nhất trong mùa nhiều. Trong mùa nhiều lại tai nạn nhiều, nhất là mùa đông là có tai nạn, nhưng mùa hè thế này là cũng ít khi lắm. Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến quý 1 năm 2018 đã có 76 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này, làm chết 22 người. Qua đánh giá tính chất nguy hiểm của các vị trí điểm đen, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và thường xảy ra tai nạn giao thông này, tháng 10 năm 2018, Cục Quản lý Đường Bộ 1 được giao làm chủ đầu tư 5 vị trí đường cứu nạn trên quốc lộ 6 tại km 79 450, km 80 700 thuộc địa phận Sóc Cun, km 116 900, km 144 600 trên đèo Thung Khe, km 124 800 thuộc xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, với tổng mức dự án hơn 15 tỷ đồng. Đường cứu nạn là đoạn đường được thiết kế và thi công trên đường đèo dốc nhằm làm giảm tốc độ và đảm bảo cho những xe mất kiểm soát dừng lại khi xuống dốc. Đường cứu nạn gồm hai đoạn, đoạn đường dẫn và đệm giảm tốc. Đệm giảm tốc là đoạn đường có lớp mặt cấu tạo bằng vật liệu sơi sạc, sỏi, cuội, cát, đá răm, làm giảm tốc độ của xe mất kiểm soát, đảm bảo cho xe dừng lại. Đệm giảm tốc độ được bố trí nối tiếp sau đoạn đường dẫn và là đoạn tiêu năng chính của đường cứu nạn. Trước thì tai nạn hay xảy ra nhiều, nhưng mà từ hôm mà làm cái đường này thì ở đây thì nó giảm được tối đa đấy. Độ tai nạn thì bây giờ đấy, tức là theo như tôi thì đấy, cũng có trường hợp là tôi thấy vào đây nhé, có 4 trường hợp rồi, nhưng mà có một hôm là có cái xe khách giường nằm ấy là an toàn 100%. Theo như tôi là làm con đường này quá tuyệt vời. Trong vòng 3 năm qua, từ cuối năm 2018 đến tháng 9 năm 2021, khi những đường cứu nạn được đưa vào sử dụng, đã có trên 20 vụ các phương tiện giao thông phải di chuyển vào đường cứu nạn với nhiều lý do như mất phanh, mất lái và sự cố khi tham gia giao thông. Nhờ có đường cứu nạn nên những vụ việc này không thiệt hại về người và tài sản. Là chưa có đường cứu nạn thì gần như là các vụ tai nạn giao thông xảy ra ở những vị trí cũ mà chưa đường cứu nạn là sẽ có người chết. Nhưng mà khi mà đường cứu nạn đưa vào rồi ấy, thì cái đấy nó đã, cái đường cứu nạn đấy đã cứu được rất nhiều người và phương tiện khi mà khi đến cái vị trí cuối dốc, dốc dài. Với suất đầu tư cho con đường cứu nạn là không lớn, chỉ cần có mặt bằng là có thể thi công. Có thể thấy trong những năm qua, đường cứu nạn đã phát huy hiệu quả cứu người và phương tiện, chẳng may khi đổ đèo xuống dốc gặp sự cố về an toàn. Những con đường cứu nạn được bố trí tại những vị trí hợp lý đã và sẽ tiếp tục góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Kết nối cung cầu, giải pháp đầu ra cho nông sản trong bối cảnh dịch COVID-19. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay.
Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình, mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ 25 đến 33 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ 24 đến 33 độ.